sẽ thời gian hơn 2 tiếng anh em ơi. Bây giờ anh em mình đói quá rồi, bây giờ mềm hay không mềm thì anh em mình cũng lụm nó, chứ bây giờ không có thể nó chờ được nữa. Quá đói luôn anh. Thơm. Nè mà Quân. thơm nhất mũi luôn. Bây giờ nó làm như cái quần rinh nha. Rồi hello chào anh em nha. Hôm nay có clip khá là đặc biệt anh em ơi. Hôm nay là cũng là ngày cuối cùng Phúc cũng một thời gian tầm cỡ gần cả tháng làm như mấy anh em mình. Hôm nay là ngày cuối cùng là Phúc phải vô lại Sài Gòn đi học rồi. Cũng khá là buồn cho em nó anh em ơi. Nhưng còn tương lai nữa nên phải đi vô Sài Gòn vô nhập học năm học mới anh em. Phúc học vô đây là em học năm 2 hay năm 3? Dạ em vô năm 2. Năm 2 hả? Đi vô trong đấy là có nhớ anh em không? Nhớ em. Nhớ hả? Nhớ quay lại mở clip lên coi thôi. Anh em cũng gắn bó một thời gian ngắn anh em ơi. Nhưng thật sự đi thì cũng cũng buồn. Nhưng cái gì cũng có bữa nào tiệc vui nào cũng có lúc chia tay anh em ơi. Thì hôm nay mình không có gì anh em, sáng giờ đi qua chợ mà quê mình cũng không có bán gì hết nên thôi. Mình về mình bắt con gà đốt má của mình đây, mình tiễn Phúc làm bữa ăn đơn giản đây, tiễn Phúc lên đường vô Sài Gòn nhập học nên mặt mới. Gà đây là gà đang đốt má ra lông anh em. Gà nó đang bứt lông, chuẩn bị qua Tết là xem lông này, mà bây giờ thôi bác con này làm thịt, còn đốt má thì mình cũng còn con gà khác rồi. Bữa bữa nghe nói gà đây bữa qua Lào ăn mấy đậu anh, sau này đem về uống anh. Gà đây ăn được hai cái này. Bữa đem qua Lào anh em thấy dạng vui vẻ đẳng cấp không? Dẻ đây là một bên là dẻ cá, một bên là dẻ rồng nha anh em. Con này mập, thả vô giường đốt mái ăn nhiều mập ù, anh em thấy cần rồi liền lạc không? Tướng cũng tướng đó thấy là ok đấy. Ok anh em. Ăn được hai cá này. Mà hai cá kệ chứ bây giờ không có màu vậy. Hôm nay mình làm món gà da cày anh em ơi. Chạm mấy đứa làm thịt cho anh không làm đâu, gà cưng mình không làm thịt cho anh em, làm thấy tẩu nó. Để em làm cho đâu mấy đứa làm nha. Dạ. Ôi à. Con này da cày cũng cũng ngon đây, con này là lông hai này, lông hai thì cũng ăn cái da đỏ. Báo cho ăn gà da cày cho em. Dạ anh ăn bao nhiêu lần rồi? Bao lần rồi? Gà bắt trộm ở đâu? Là quán á. Là ăn dũng đúng không? Ăn dũng. Đúng không? Tao chứ. Chết mẹ. Ăn gì cho quán bị bá đâu. Kêu em gà da cày mà ăn bao lần mà kêu em cho quán rồi mình nghĩ chứ có ăn dũng. Ăn dũng. Đúng không? Ăn cho quán bị cho quán bị cho phải như đó anh. Cứ mất một chén là để. Xạo quá. Lần sau anh em rút nghiệm mà ra quán là phải chiều nấu tại bàn luôn, khỏi mắc. Anh em hôm nay là món gà da cày nha, còn hai cái đùi đây mình sẽ lép ra, lạng ra, mình sẽ cuốn lá mơ và khế. Nói chung ở quê mình nấu gà da cày thì đơn giản lắm. Anh em cứ nấu gia vị rồi mà xả củ riền nhiều nhiều, tương đối nhiều một xíu là ok. Gà mắm tôm, tắm tôm thâu luôn á. Thâu luôn hả? Thâu luôn. Lá mơ nữa, tao thâu luôn. Rồi, đó, bây giờ cô em với Bảo với Phúc rồi vô làm giùm anh nha. Rồi sau đó mấy anh em mình chuẩn bị gia vị đi hái khế đào củ riền rồi. Sau đó cũng tranh thủ bây giờ mấy có 8 giờ mấy sáng hay Phúc chiều 3 giờ hay 4 giờ em đi. 6 giờ em đi. 6 giờ hả? Ờ. Rồi vậy cũng thời gian cũng còn để anh em mình làm ít hủ lúa mạch mà. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ vô làm sạch sẽ con gà đây rồi anh em mình sẽ tiến hành nấu giả cày nha anh em. Đây là những cái nguyên liệu để anh em mình chế biến món gà giả cày nha anh em. Đây củ riền này, riền mình đã cạo sạch sạch rồi. Xíu đó mình của em chậm nó em xét em đập dập ra nha. Rồi do Phúc giả. Củ sả nữa. Và anh em mình ăn kèm hai cái đùi thì anh em ăn kèm với lá mơ khế vào chua chát. Anh em xem hai đùi. Bây giờ Bảo một cái đùi của em, một đùi ăn thi đi.
bảo làm sao con cưỡi với em. Luộc. Nghĩ một một cái đùi lê luộc luộc sơ tầm luộc vừa chín tới rồi nghỉ ăn. Ăn trong vòng một tiếng. Trên đầu nhà nào em chạy em nước ai bữa xíu bắt bò. Chạy chạy cái sợ sợ cán không ra gì. Trong việc đùi cán cán không ra. Này mình đã thui rồi nha. Thui và mình chờ nó vàng rất là đẹp. Giờ cày thì anh em cứ thui ra. Hai, cứ thui là mình nấu nó sẽ ngon. Hai đùi là mình sẽ lẹt ra để em về tới mình... để một chuối. Cái thớt kìa. Đưa cho anh em nào có cần ui. Để tin mình nha anh em. Cái da da rất là dài, cái da mình mà thiệt là bán luôn mà. Cắt nó cũng không xê nhè. Thấy gà anh đầy bữa cho vô cái lồng chạy bộ. Ờ gà đây được sáng thấy anh cầm cho rồi gà cho nó tập thể dục mà gà bỏ vô lồng lồng chạy cho chạy. Ui cái da mà mới mài mà không xi xi nhê luôn mà quá dài luôn. Đổ chét đi dài quá anh em ơi. Dao này có dao có mấy anh cô chú mà làm bộ ấy, mũi nhọn nhọn á lẹp phê đâu. Ui quá dài luôn. Cái này mình nghĩ mình nấu phải là 2-3 tiếng của em. Hai tiếng gì nó dài quá. Nấu cho mềm mềm chứ giờ này dạo này riêng cậu mà yếu em nghĩ sao mà cái dao cát còn không đi mà kêu luộc luộc sơ cát xong rồi vậy mà nãy anh kêu em kêu là xíu nữa luộc ăn thi tôi Việt Nam ấy có kèn đây mình luộc thủy táo mà đem cho mấy cô chú lớn lớn tuổi á thao chứ bảo đem về cho mình nậu luộc đem về cho mình nậu ăn bảo này đây. Ui giời. Quá chất lượng. Làm như da bò luôn á. Da bò luôn à. Một cái đùi đầu tiên. Ta sen là mình thui nữa, nó sen lại thêm. Vô. Thịt nó chét ngửi nữa à. Như cao su. Ôi nào ăn chút nó làm như kẹo cao su. Thịnh đang ở bên ngoài khổ than. Anh em trong đây chuẩn bị cho vậy. Mẫu này mẫu việc cho làm cho nó nhanh. Rồi mình luộc của em qua liệu hàm răng có ổn không? Em dạ này gì cũng thôi vậy xíu rồi. Liên hệ bác sĩ trước. Vào cắt là nó không đi luôn. Phúc anh vô trảng mà phi phi anh mở là clip anh em coi anh thèm. Thành phố là biết cảnh này. Bộ lục đây bác. Chắc có khi giờ em thấy ức quá bổ hẹp vậy. Đây thời gian không lâu mà anh em cũng gắn bó một thời gian à. Giờ đi cũng anh em cũng nhớ. Ui. Quá dài luôn quá. Con này chắc nấu mà chắc tầm chiều mới ăn được. Con này mà Phúc nó không đi chắc để thêm một nem nữa chắc mua cái nào ấp xếp nấu. Mình lạc được hai cái đùi. Hai đùi. Là chắc hầm như hầm bánh tét luôn. Nấu như nó bánh tét. Sau ra một con gà mà mình làm ra một rổ thịt này. Gà khá là to. 3 ký mấy, tầm 3 ký 4. Bây giờ mấy anh em mình sẽ chuẩn bị gia vị đầy đủ rồi anh em mình sẽ tiến hành mình nấu nha. Món này nấu chắc tầm 2 tiếng anh em mới ăn được. Nấu nó mềm mềm chút đi. Đúng rồi. Nấu chỉ tới nhà rồi tao cháy luôn. Không đây nếu anh em ít nhà chứ đông thì mình nấu vừa chín tới đâu. Đông lại cho. Đông nấu vừa chín tới đâu. Bây giờ mấy anh em mình sẽ tiến hành mình nấu cái món gà đó nha anh em. Cho vào một hũ sa tế vô đây. Anh em thấy cái chảo như vậy là biết uy tín chưa?
Cái này có một con nhái bèm vô, bèm nhuyễn rồi xào. Lấy mùi thôi chứ. Lấy cái tem á. Đó, mình phi thơm gia vị nha. Phi lên cho thơm. Nào cho gà đi của em ơi. Đó hết lần luôn em. Ừ. Ui à. Mình sẽ đảo gà cho nó sang, đảo giùm anh cho nó sang thanh quen. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình nêm nếm gia vị cho thịt gà thấm nha. Cho hạt nêm. Thất nè. Nêm, bột ngọt. Cái cháo quá gì. Chúng ta đảo bây giờ đảo thịt gà đâu. Đường. Ui. Chúng ta giấu mấy từng này. Muối, bả dèm nó cho bả hai chân á. Dậy quá. Mình sẽ nấu với mắm ruốc nha anh em. Mình sẽ nấu với cái mắm ruốc đây. Đây đặt gỡ cái siêu rồi. Siêu. Ruốc à siêu nữa mình ăn với mắm ruốc nha. Món này mình ăn với mắm ruốc là hết bộ bà luôn anh em. Bỏ mắm ruốc vô là thơm liền. Mở nếp ra cũng thơm quá thơm luôn. Ừ. Anh em ơi. Mấy đút con nha anh em. Đó. Ui. Quá chất lượng luôn. Mọi người anh em một số nấu mắm tôm, mình nấu với mắm rút nghìn con. Đó, bây giờ qua trong thời gian của em đã thì mình sẽ chặt dừa, bỏ vô. Ba nhát vừa ba nhát rồi. Ba nhát rồi. Vừa đây ba nhát rử. Đây nó còn chưa đứt. Vừa vừa chắc 10 nhát rồi đẹp. Vừa đây vừa 10 nhát rồi. Nấu vừa cho nó ngọt nha. Đó. Cái kiểu sim nha. Nấu là đúng bài luôn. Ừ, bài mùi nó nhút thơm. Vừa mục đích là nấu nó ngọt và cho nó nhanh mềm. Có khi nào mình còn xéo ngón không ta? Khi nào mình còn xéo ngón không? Đó, đây đúng ba nhát luôn rồi. Chưa, chưa. Cho ông Bảo sao? Cho ông Bảo á. Chụp nhát luôn. Mười nhát rồi. Vậy mà tính đi bắt dừa. Vậy mà tính đi bắt dừa anh em. Vậy mà cái dừa ba nhát. Dừa này đúng nạo luôn rồi. Còn dừa đây là nạo ra là lụm. Cái này nghĩ mà nấu mẫu đứa mẫu giảm ngủ đi. mẫu cái giảm ngủ đi chứ nó hơi lâu á. Máy dắt nữa. Vậy. Mình sẽ cho thêm ít nước cho nó sét cái mặt nha. Vừa chắc nổi tới chưa muốn dắt là vậy rồi vừa. Xíu nữa mình làm mấy ổ mì nó quen. Làm mấy ổ mì nó cho nó ăn cho nó no. Phút chiều nó đi mà mình chẳng lẽ không có gì ta. Không, em nghĩ em gò không ngon, nó dài quá. Gò, gò, đổ. Nấu vậy là ba thấm luôn. Nước nó xếp mặt nè. Trưa nay lại có món ngon à. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cho thịt gà nó mềm đi. Rồi anh em mình sẽ nêm nếm lại một lần nữa. Rồi anh em mình sẽ thưởng thức cái món gà giả cày nha anh em. Sẽ thời gian hơn 2 tiếng anh em ơi. Bây giờ anh em mình đói quá rồi. Bây giờ mềm hay không mềm thì anh em mình cũng lụm nó chứ. Bây giờ không có thể nó chờ được nữa. Quá đói luôn anh. Thơm. Quần. Bây giờ nó làm như cái quần rinh nha. Làm do heo rừng. Ui đâm không đúng luôn à. Chúng giờ cả sống. Ui để coi thử cái giờ này.
tàu quân. Nó làm tưng 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 á. Tại đây xíu nữa mình sẽ xắt mẻo ra. Mình cuốn dưới rau cầm dùm anh 5 phút. Dẫn đây để múc cho ba má mình miếng với chạm nữa. Không ra chuồng gà, không thấy con gà đâu thì khổ nha anh em. Đó, múc cho ba má mình ít với chạm nữa. Ra chuồng gà, không thấy con gà đâu. Không biết trở lại sao anh em ơi. Đó. Đó. Dạng kiểu hấu lộ anh em ơi. Hấu lộ ba má mình xíu không là vỡ mồm. Ồ anh em thấy không? Riền mình giả nó nhiều quá. Nó sệt rồi, đã luôn. Riền thơm. Bây giờ mấy anh em mình sẽ xét cái phần thịt gà đây, rồi anh em mình dùng chung luôn nha. Bả vô cầm vô cho ăn bà tám với lượm hào ở mày luôn nha. Dạ. Giúp mũi luôn. Cái phần gà đá này mình thích ăn cái phần da cổ anh em, vì cái phần da cổ ăn nó sực ăn phê lắm. Chứ nó đó toàn dầu cho đáng không à? Đúng rồi. Chài mất ngờ. Ăn cái phần da cổ. Mà theo quan điểm của mình nha, con gà đá đấy mà anh em vừa đá xem ăn nó sẽ ngon hơn và nó thơm hơn. Chứ gà đây mình nhốt chứ gà mà vừa đá xem mấy gà thua á. Thiệt, gà vừa đá xem ăn khi nó đá. Nhiều người tới trường nó canh gà nào bể rồi bán rồi mua gì nó ăn. Gà vừa đá xem là ăn cái thịt và cái da nó rất là thơm nha. Cái này mình làm mấy ổ bánh mì nó hết bùa bài luôn quên. Xấu dách luôn. Ui thơm quá anh em. Bây giờ mình sẽ xác cái phần thịt gà đó nha. Rồi xác thử cái da nó đi. Ui không đi luôn. Không ổn đại dương ơi. Bồ luôn. Mẹ quá. Da nhìn đi á. Bây giờ nhìn nhau là sao biết thịt gà được. Mấy đứa thử Thịnh, thử ăn thử ra mình mới biết. Thơm riêng. Ăn được không? Được anh. Mềm chưa? Mềm. Dài mà cũng ăn được đúng không? Ăn quá không nha. Em nó thịt ngon à. Trời ơi luôn Út ơi. Wow. Cứng. Sao ù. Cái này phải tập gym mà. Xét của em. Để chăm. Lẹ quá. Để mình làm thử một phát coi. Mời anh em ơi. Cũng cầm tay giữ cái đũa khó hết lắm. Nó làm như thịt bò nè. Đời sức mềm mém như sức già. Nhà không ra. Dạo này bên cậu nó cũng yếu quá. Uồn gà má không? Hai anh em hơn mà dài quá. Mình nấu hơn 2 tiếng. Gà này đá chắc cũng được vừa sẩu vừa đá chắc cũng được 90 trận. Dài quá. Dâu nghệ nhiều nữa, già già. Nhưng gà đá là từ nuôi nhỏ lớn là bao lâu anh? Cỡ tầm 9 tháng, 9, 10 tháng là mình sổ được. Sổ rồi. Ừ. Còn ra trường thì tầm có chắc gần cả anh em. Cho, nếu mà cho ăn gì nó sung à? Cho cứ đi hát karaoke nè, uống bia nè, đó sung. Sung thì vậy đó. cứ với bộ ngày mai đó thì trước lấy một ngày. À, em vô chế độ riêng của nó là ăn thịt, buổi sáng ăn một cái làm ổ trứng gà, buổi chiều làm miếng thịt bò, tấu rồi dẫn qua phòng karaoke làm có hai bài là mới sao đã bất bại luôn. Uống nước thấy làm điên còn mà đó bất bại hiểu rồi anh em. Bữa đó chăm mặt mẻ của em ăn mất cổ em cái này nó có một xương à. Xương này đừng ăn. Ồ. Két mà mày ghi cái da xuống nó mới đi mà. bỏ cái này quên. Anh em cô cái sáu anh em đừng có chê nha anh em. Giờ cứng quá mà. Ui. Phê lắm em. Vòng vòng cái da nó lên sao chứ. Làm như nệm kim đan đó. Lắp cái gì. Không công nhận già thiệt. Quá già luôn anh. Gọi em thấy có hai anh em mà, hơn hai anh em xíu mà.
cứng ngóc luôn. Nấu hơn 2 tiếng đồng hồ. Cái mà gì nó già xuống nó mới đi gì. Nghĩ con gà nó chịu đòn gớm thiệt á. Nó đá mình một cái là cái tem mình đang thui mà đó là cái chục hồ, con đó 20-30 hồ. Bột ngựa nó dính nó dứt vô thôi. Thơ lâu luôn. Nạt với da không? Chất lượng, quá chất lượng luôn. Cái thịt 26 nha anh em. Giờ nó cứng quá mà bắn đèn. Da là mình mài bán lắm rồi nha. Tại nấu gần. Gồng đây gần, gồng gồng lên đi. Gồng lên nó mới đi thịt mà. Nhảy cốt coi chuột. Quá chất lượng luôn. Đó. Y bài luôn anh em ơi. Để vậy. Đẹp không? Quá uy tín luôn. Ôi trời. Sao? Có chuột chưa? Có chuột. Lên găng chưa? Lên găng luôn. Lên găng luôn hả? Đâu, đây cho cái thớt ra ngoài một xíu. Anh em mình dân dã xíu nha, không sao anh em. Đây là rau mình ăn kèm. Khế chú chát, lơ mơ. Ăn món này thì không có thể thiếu nước mắm được nha. Anh em mình làm hũ mắm ruốc, mở nát cho anh Thành ơi. Thơm. Thơm. Đó, mình đánh đều lên. Ồ, ra anh. Một mém ra nha, giữ. Bạch sẽ... Bạch cho em cái bị ra Thịnh. Ra anh. Thịnh sao mà nó rung hay sao. Ồ, hôm trước anh em. Quá thơm mà. Đây, trắng gì còn nữa, y ba luôn. Cái này em coi như em như con, không chứ đừng nói nữa. Rồi mình sẽ đánh đều rồi nha. Em rút lên, em rút muối chua nè. Thấy hấp dẫn rồi á. Quá ngon. Đó, đánh đều lên tuyệt vời luôn. Bảo em bỏ khế chỗ chát qua bên kia đây. Em múc mém lên sang qua cho hai bên mà ăn cho nó dễ. Đó, được anh. Ôi. Em rút lên rồi. Này. Quá đã luôn. Đó. Mém này thì hết bộ bài luôn anh em. Còn trước khi ăn thì mấy anh em mình cho toàn xin vài giây để quảng cáo những sản phẩm còn lại của mình nha. Đây là nước mém đục. Đây là nước mém có cơm nguyên con. Đây là nước mém mực. Cuối cùng là nước mém nhảy nha anh em. Và đây là mực rim. Mực rim anh em mình mua về cứ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh dùng để uống bia thật là ăn cơm rất là ngon. Rồi anh em nào có muốn mua hàng để ủng hộ mình hoặc là trải nghiệm thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo của mình nha. 0937686139 mình sẽ để số điện thoại dưới góc trái màn hình. Rồi bây giờ không để mấy anh em chờ lâu nữa. Anh em mình dùng đi. Rồi bây giờ mấy anh em dùng đi. Đó cái nào đây nè. Quá hấp dẫn luôn nha. Mình làm miếng nước đây. Đó anh em muốn ăn gì thì cứ múc đi. Này mình ăn dở mà. Sẵn đói bụng mà. Ăn thử phần nước chấm bánh mì của em. Để em gắp nghe không quyết. À. Thôi chị đó. Rồi. Rồi đây. Rồi múc giùm em luôn đi. Múc giùm Thịnh luôn đi. Rồi ông Phúc đây. Chiều đi thôi, múc cho đầy xi. Đó, chiều đi ăn cho nó ở đâu đó. Mình mời anh em nha, mời cả nhà nha. Bánh mì má hơi lại giòn, chấm cái nước này, nước này chấm mì thì mình nghĩ là xấu dách luôn. Mời cả nhà nha. Có mùi riêng không? Thơm. Mời cả nhà nha. Nước có ngọt, nó nước vừa ngọt. Ăn cơm miếng riêng ngon. Bỏ đảo rồi. Làm cái gì? Chấm miếng ruốc không? Ruốc chạp chấm cuốn á.
Tao. Con quá không em. Trước giờ trưa anh em đói bụng. Ăn ngon. Thấm vô ngon. Đây có phần da cổ anh em. Cổ chắc cái già nha. Gà đá mình ăn chắc ăn cái da cổ, ăn cái sườn sặc đá. Phê. Dạo. Còn hơi hơi dai một xíu nha, chưa được mềm lắm. Cái này mình nấu tầm khoảng 30-40 phút nữa mà anh em mình đói bụng quá không có chờ được nữa. Này mà 30 triệu nấu luôn. Có điều nhiều ăn thơm. Dạ dạ sạch sạch em nhà mới đá. Nó mềm quá không mắc ngon đúng không? Nó gì sạch 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 em mình cảm nhận miếng thịt được. Ui gà gà nhạt không? Ui gà nước. Cái nào đây mấy anh em mình rồi. Đẩy một phát là cho hết luôn. Còn phần luộc này. Thấm vô này ngon lắm. Ui. Sực 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 sực. Và đá phải ăn tè với ăn đũa không được không? Cầm đũa cho ngó một ổ. Không ổ à. Để mình làm cuốn cái thừa này. Làm khế chút chát đầy đủ à. Ăn kèm nhà mới ngon. Đó. Làm phút đây. Chấm nhiều mém này nha anh em. Lắm. Mà anh em nha. Ui cũng dai rồi. Chút 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 chút. Để em làm thứ. Được em. Ôi trời. Con này mềm mém như to quá hơi nhà không rồi nè. Quét vừa. Cái đâu. Mà cả nhà nha. Ôi. À, đúng ngọt luôn. Y kiểu rồi. Y kiểu không? Cuốn đi anh em, cuốn thử phát đi. Chua chát chát rồi sạch sạch của miếng thịt nữa. Kèm khế chỗ chát này đủ không? Mời nha em. Đó, chấm vô. Chấm đậm đậm vô. Đây, anh dích cho miếng mém. Đó, lên nhà nè, không có mạng đâu. Lên xi. Được, mời nha em. Ăn có vị chua, có khế không? Chát 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 của chuối. Rất ngon. Thơm. Thơm mém luôn. Giờ ê kiểu không? Ê kiểu không? Dai. Không, cái này bị nó hù hiện vô cái nước này. Cái nước ăn với bánh mì rất là ngon. Rất là đã luôn. Cái chát chua chua đã. Để em giảm cái này thứ cái này khó nha cô em. Cái này hơi bị khó. Thứ cái độ re nó còn chát như ngày xưa không? Này cảm giảm tàn. Coi dưới đen ăn coi. Cô nói. Cô gãy ăn nha. Dài quá. Cái miếng dành nó vô nó giòn sạch sạch luôn. Gà luộc khó ăn luôn. Làm cuốn đi. Mấy anh em ăn mạnh mạnh đi. Rồi đây mình luộc chắc mình luộc như nấu bánh chưng bánh tét rồi à. Ui. Trong Việt Nam. Ui. Nhiều. Đó. Còn cái này phải múc lên. Chín không nào. Chích lên. Đó, mở ra nha. Chích này em mới đã. Ui. Đắng như nước không? Nữa à, thâu. Quá yên nhiễu luôn. Yên nhiễu không? Đó, yên nhiễu luôn. Ui. Giờ dài. Ngon. Em làm ra khúc xương nè. Khúc xương mấy mà lát thịt ra. Thử cái đây nghĩ là nó không mềm, nó không cố gắng. Mềm, cố gắng ăn mềm. Bộ gan em cũng còn chết. Làm nè, nó không già đấy. Bảo làm cái chân đi. Thịt nha. Thịt thơm ghê nè. Như còn thấm gia vị vô nữa, yên nhiễu luôn. Như gần 3 tiếng hồ mà nghĩ sao. Quá là thấm luôn, ngọt con nước cũng chưa gà ra nữa, không. Mấy con này phải có nạp sức mới xử được nhanh gọn này.
nha. Ngoài quá tới bạch chắc luôn. Làm cuốn. Ngon. Chuối khế. Xoài. Quá đã. Đang ăn miếng cơm đó, hết chảy bà bể luôn. Đây ăn cơm cũng ngon à. Mà cả nhà nha. Vết giùm em miếng đá này. Ê, nếu anh em mà nấu mềm quá thì cũng mất mất đi cái độ ngon. À. Nó phải là đồ dai 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 rồi đó, dai dai mới ngon. Vẫn đi nữa vô càng nhiều càng thơm. Làm sọc của sọc của sọc. Đây mà nấu củ cũng ngon rồi. Hầm. Hầm đu đủ. Nấu hầm, hầm trong rút mà. Hầm đủ đủ ngon. Ừ, gió máu. Em viền vô thơm. Ăn da vòng vòng không đỡ không? Đó, thành là chở mém. Lắm. Ừ. Nào bảo anh em nè, bao nhiêu tuổi hả bảo? Dạ, 8 đẻ. 8 đẻ. Anh Tâm nghe em nghĩ cái bộ đêm còn tốt. Này mấy món này ngon luôn. Bữa nào anh cho con luộc về cho trôn Việt Nam, trôn mà nậu cho mình nậu. Mình nậu ăn xong đuổi bảo ra khỏi nhà luôn. Về hấp cơm á, bổ vô cơm hấp. Bữa xe chắc dọn đồ anh đang ở luôn. Còn cái cô lén ăn vô đúng cạp để nó không bì. Đúng đúng đúng. Ăn vô cạp để nó không bì. Rang tóc. Mày làm miếng ăn nước à, nước riêng à. Bầu rang ăn không tốt à. Mình ăn cái nước chấm bánh mì. Hết bộ bài. Cô chú nhìn món này thì nó chả nhất miếng không? Bỏ lại không? Những món này mình nhai dài rồi, dù mấy cô chú lớn tuổi ăn món này sao đặt. Khỏi ra luôn. Không biết đâu. Mai múc cho bà má mình không biết bà má mình ăn con ra không biết. Mấy giò này ngon. Ngon giòn. Nó sực sực sực. Giòn dài dài. An tĩnh. Đây này múc vô. Đỡ rồi gì? Các bạn ơi. Em đây phải bóc tay. Ngon ăn đũa thôi ạ. Đây ăn đũa khỏi ăn. Ăn đũa em không được rồi. Cầm ta chứ. Nhưng mà cái phần thịt nó mềm nha. Ăn cũng răng dài. Nó dài dài cái răng á. Răng răng thôi. Dạ mới đỏ dài nó sịt 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 nè. Rồi anh nghĩ đem làm trà bông ngon. trà bông gà đó. Người ta có làm trà bông gà công nghiệp như đây mình làm trà bông gà đó. Em nghe mới ngon à. Chứ gà công nghiệp em nó bơ bớ. Hay bữa nào mình bán thêm món trà bông gà đó đi. Chết vậy rồi. Em múc đâu? Đó. Hút mà gạm thử cái chân em múc. Ngó chân á. Ăn thử cái chân nữa rồi. Nghĩ cái chân là nó dai dai phần mém á. Làm như cục sắt á mà. Ôi, làm như lúc xì.
Cái đây mới đỉnh nè. Cái này bao cứng, bao dai. Gà mình ghét nhất ăn cái phần lườn à. Phần lườn mình ăn nó bùi 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 á. Em ăn cái phần da cổ của em. À. Đây đây, cục đây mới ngon nè. Em ăn cái phần da không thì cái phần da cổ ăn rất ngon, thơm. Chậm nhất đi. Dài. Nó dai mà nó sực 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 á. Ăn đỏ lắm. Phần da cổ ăn bao đỉnh. Cái phần da cổ ăn nó dai hơn, ngon hơn cái phần da đùi. Khúc này đói nhiều quá. Chịu trận nhiều nhất mà. Ủa là như lớp gì vậy? Như lớp khi đạp á. Ăn nữa Bảo, ăn em. Quá ngon luôn. Chắc bây giờ mấy anh em mình cũng xin phép dừng clip tại đây. Hôm nay cũng làm bữa cuối phút cũng đi vô Sài Gòn anh em ơi. Chồng cũng chúc em nó vô đáng học cho tốt rồi mai mốt làm quan chức hay ngọc bằng giấy là nhớ tới tụi anh nha. Bè ơi mà anh lộ hạt anh chăm chỉ là bây giờ anh làm bông phèn rồi bạn áo quần tay áo sơ mi rồi đeo cà vạt rồi chứ không có bây giờ ra bờ ra bụi đang như lộ bùn lộ sình như bây giờ đâu. Ráng hàng em chứ lộ sình lộ bùn như mấy em tụi anh chúng của em rồi đây là khổ á. À, vợ không ai chịu ơn đâu. Thôi có giờ lậu bùng da đang lậu xình không biết bây giờ đâu có ai chịu ơn đâu. Khổ quá về đâu có ai lo được đâu. Ráng hẹp mai mốt lái ô tô về chở tụi anh đi chờ. Còn Thịnh về giờ sao lâu đi dữ vậy? Về em bữa em đi hẹp bằng lái xe tải. Làm gì? Chạy xe tải. Chạy xe nhà biểu bà già cho đám ruộng làm gì mua bán bò nữa chứ. Tại bữa nay mà xe bò làm cũng dạng vip á. Bây giờ chắc mấy anh em mình cũng xin phép dừng clip ra đây. Mà mọi người yêu quý mấy anh em thì cho toàn một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Bây giờ mà mấy anh em mình xin phép dừng clip ra đây, hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha. Chào anh em.